Với mục đích tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp hè cho trẻ em, hiện nay các địa phương tại huyện Ân Thi đang triển khai tích cực các hoạt động nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Sau một năm học, đây là khoảng thời gian em Khang ở thôn Ân Thi 2 xã Hồng Quang thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi cùng các bạn. Do chưa biết bơi nên Khang hào hứng tham gia các buổi dạy bơi do các anh chị đoàn thanh niên trong xã tổ chức. Được biết trung bình vào các buổi chiều từ 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút, có từ 50 đến 60 thanh thiếu nhi trong xã cùng tham gia. Con đến đây bơi để con phòng tránh bị đuối nước. Đến đây con được giao lưu với các bạn nữa, con cảm thấy rất là vui ạ. Chúng tôi tổ chức dạy bơi miễn phí cho các cháu, dạy võ thuật cổ truyền, nâng cao cái thể chất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tới đây triển khai các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xã Văn Nhuệ đang có hơn 600 em từ 6 đến 16 tuổi tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương. Trong các thôn đều có điểm vui chơi cho trẻ. Các em được tham gia các trò chơi như xích đu, cầu trượt và bênh. Ngoài ra có các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Chúng tôi làm những khu vui chơi, chẳng hạn như là cái hành trình lốp xe, tuyên truyền cho các em hiểu về công tác bảo vệ môi trường. Đến nay 21 trên 21 xã thị trấn tại huyện Ân Thi cơ bản đều có điểm vui chơi giải trí. Các thôn khu phố đã quy hoạch khu thể thao. Toàn huyện có 12 điểm tổ chức dạy bơi, trên 100 nhà tập luyện và sân chơi cầu lông, bóng bàn, trên 100 sân bóng chuyền các loại. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư, song với lực lượng đồng cốt là đoàn thanh niên, các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích để giúp các em phát triển thể chất, năng khiếu trong dịp nghỉ hè.